Chào toàn thể anh em nha. Anh em nào sử dụng mixer như thế này thì chia sẻ nha. Tại thì mình sẽ làm từ đầu cho anh em xem nha. Thì cái bàn mixer này thì cũ, tầm giá tầm khoảng hơn 1 triệu thôi, cái loại đang gối gỏi nè trời. Kìa mày gấp quá à. Từ từ em, bàn mixer này thì cái nút ngủ nằm ăn sao, làm từ đầu luôn nha mọi người. Cắm nguồn vô, hỏi chi nguồn lấy cổ điện, kéo cổ điện qua đây giùm mà. Rồi đầu tiên thì mình cắm cọng dây này trước nha, cọng dây mua xít nè. Đó. Cọng dây này thì mình đi vào cái AUX 1 in 1 á, đây là được xài đường nhạc nha anh em, đây là xài đường nhạc. Đó. Còn hai cọng dây euro micro thì mình cắm từ micro ha. Rồi micro mình bất cứ một line nào cũng được hết. Nha. Line nào cũng được hết. Nút 48 mình đừng nhả lên nha, đừng có sẵn xuống nha. Nhả lên. Chưa quá. Đang gõ nha em đó. Rồi. XL, XR xuống men nha. Men. Ví dụ men như cái là kênh 1, kênh 2 đi thì mình sử dụng kênh 1, kênh 2. Còn ngõ súp. Súp là súp mono, nếu mình xài mono thì mình xài ngõ súp này nha. Mình cắm vô ngõ súp nó quýnh nhiều kinh đê đi, ví dụ như vậy nha. Men ha, còn center thì là echo, echo ngoài thì mình sẽ có một cái line echo, echo ngoài đó, echo thì mình cắm là số 6 rồi. Thì ngõ này là monitor, nếu monitor thì mình cắm một cọng dây cho monitor C. Monitor thì mình cắm vô monitor đây. Đó. Không, sub là cái D nè.
motor xe còn full à. Thì mình đang sử dụng một cái full thì mình cắm vô một cái full lỗ này không vậy đó, thấy chưa? Nếu mình cắm vô mình thấy nó lu bu vậy đó, là mình coi là hết video đầu tiên là mình thấy dễ rồi. Rồi xong chưa đó, xong rồi đó. Bắt đầu mình gần trước. Được chứ? Được. Hiện tại thì cái công viên nguồn của dàn số chưa có, thiếu công viên nguồn, những cái công viên nguồn nha. Có, vô đây nè. Anh em sử dụng mà ổ khóa nguồn á, nên mình chọn cái chui nó có ba lỗ nè, nó giữ cứng hơn nha. Chỉnh tay luôn nha mình em, chỉnh tay luôn nha đó. Rồi mình sẽ chỉnh tay cho mình xem luôn. Nè, chỉnh tay cho anh em xem luôn nha. Bây giờ mình nhớ đó rồi phải không? Bây giờ chỉnh tay luôn. Mình muốn bấm ít, bấm gì đó mình phải chọn cho đó. Mình chọn giờ chọn cắt full trước đi. Full thì SC nha. À SC. Thì cái này là Mushit nè. Mushit. Đó. Rồi này là tiếng mic. Mà tiếng mic nhớ nghe lúc nào nó cũng phải là cao hơn cái mục xít hết. Lúc đó mình thắt nhạc lên mà alo tiếng mic lúc nào là ca nó cũng 10. Cái mục xít nó chỉ 9-8 thôi. Rồi cái echo, cái reverb nó là mình sẽ tắt bỏ nha. Tắt bỏ nha. Không không nè, tắt rồi. SUR thì nãy em xài full đó. Rồi anh em bấm tiếp tục tới à, cắt nhiều 120 hoặc là nhiều đó. Ok, tùy theo ha. Rồi bấm tới cái chỗ mà của ngoài là cái center đúng không? Center thì mình cho nó gãy echo, echo và reverb nè, thấy không? Reverb xong ha. Thằng tiếp tục tới SUB là sub, thì sub thì mình tắt echo rồi tắt reverb nó đi. Cái tiếng là tiếng tiếng nhạc cũng sub nè, tiếng mic lộn sub nè, thì theo mình muốn chọn như mà chọn. Xong ha. Rồi đây giờ mình cắt cho nó chuẩn trước. Rồi monitor, monitor thì mình cũng làm giống off full, tiếng nhạc với tiếng mic nó nhỏ hơn tí nha, mình cũng tắt trên đây. Rồi HPF nó cũng 120 mấy monitor. Cái monitor anh em nên cái delay nhẹ lại, cái mình sẽ tại mình sử dụng nó, cho nó là cho nó cộng hưởng với cái chạm độ trễ tí cho nó với cái full, làm sử dụng dân số bình thường nữa ha, không có xài đường in khác. Rồi bây giờ hiện tại mình mở nhạc thử. Bây giờ mình mở nhạc thử nha, coi nó lên tiếng chưa. Rồi nãy giờ quên cái chuyện quan trọng nè, còn một giác nữa là cái giác ốc nè, AUX nè, chưa cắm dây mic vô, cắm vô lỗi mic mic A nha, mic 1 anh. Rồi anh em chờ mình tí.
anh em thấy chưa. Rồi bắt đầu mình thử tiếng nhạc, thấy có lên tiếng chưa, lỡ nhạc đây, mở men lên, kênh 1, kênh 2 là full. Cái mixer này anh em đẩy cái lay tổng nó từ 0 dB đổ lại thôi nha. Người nào đến, một đây nè. Để bắt nhạc lên nghe anh em. Rồi lên tiếng rồi xong. Bây giờ mình thử tiếng mic. Tiếng mic mọc. Anh em nhớ nghe, cái mixer này á thì nó có tình trạng dẹp như vậy nè. Nếu anh em mà mở mà cái ốc này lên, cái gain này lên cao nè, nó sẽ bị ảnh hưởng là nó bị tiếng nó bị sai. Nó sai tiếng tính. Đây. Em ơi, đã cầm giùm anh cái máy. Nghe anh em giùm nha. Micro level 1, level 2 thì bây giờ tần số nó bị sai, mình xịt nó đi. Đi, đi. Ok anh chạy. Và cầm giùm anh. Rồi anh em thử lại nữa nha, micro này. Rồi. Nếu mà anh em mà dẫn cái ốc mà xuống nè. Cái ốc mà xuống nè, mà alo á, mà lên tiếng á. Đi. Là đi sai nha. Nhớ nha. Đi. Cái cung tình là bị sai. Là bị sai, nếu mình mở cái ốc lên nó kêu éo. Đi 6 6 1 1. Nếu mà mình nhận cái ốc xuống mà cái micro mà nó còn lên tiếng là bị sai. Lúc này ốc ốc thôi. Tầm hai. Hỏi gì đây hỏi sao? Một hai. Lúc này mình mở ốc lên. Một. Như vậy thì nó sao mình sử dụng tấm phú mới được. Mà tại sao nè? Nếu anh em mà sử dụng mà cái này mà tiếng mic nó lớn á. Là tiếng mic nó sẽ lọt cho đường music. Tấm hú này nó lúc này nó không có làm gì. Nó đi qua đường music. Đó là mình không hiệu quả. Nên phải để thấp gain thôi. Thấp gain thấy không? Đi. Một đi. Còn anh em muốn không chỉnh khóa đầu á. Chẳng tí. Đó ra. Ê, bốn hồn đó ra. Đây ạ. Ừ. Nè, anh em cái lúc này anh nhận xuống là cái mở ốc lên là lên nè. Liên 1, 2, 3, liên, liên, thấy chưa? 1, nếu mình không đẩy khóa đầu thì mình nhận xuống, mình mở ốc, liên. Lúc này bắt chép thì cũng dẫn được nha. Liên, 1, 2, 3, liên, 6. Nhưng mình nhả khóa lên, thì mình đẩy khóa đầu lên mới lên. Liên, 1, 2, 3, liên. Lúc này coi cái... 1, liên 6, 1, 2, 3, liên 6, 7, liên 1, 2, 3, 2, liên 6, liên 1, 2. Nếu mình cũng như vậy thì đang giờ mình setup cho nó chung chung thôi, anh em về, anh em mua nhân số về, mình sẽ hậu mình sẽ dẫn anh em. Liên 1, 1, 1, liên 2, 3, liên 6, 1, liên 2, 3, 4, 5, 6, 7, liên 6. Rất là đơn giản luôn. Anh em làm theo cái này là thấy hiệu quả nè. À. Còn nữa. Mấy lấy mấy cái giỏ đi hết trơn rồi. Bên đó luôn. Ừ. Anh em nào mà chưa hiểu gì cái con này thì liên hệ với mình nha. Con này nó rất hiệu quả nha. Rồi. Lúc này anh em nếu mà anh em không xài chống hú á. Lúc mà anh em mà không xài chống hú á thì anh em tắt nó đi.
anh em bấm cái nút đào xuống cho nó chớp chớp ở dưới nè, anh em tắt lại cái hố đó. Thì lúc này tiếng nhạc mình rất là mộc, rất là mộc. Nếu anh em cảm thấy nó khó chịu, nó quặn hay là quặn nó ngoài, để chống hố 1, 2, 3, 4 thì thôi, thì nó rất là hiệu quả. Đây là chống hú, mình là bấm thoát ra nè, bấm một cái hú nè, bấm vô mít, bấm vô mít 3 cái thì nó sẽ bật cái chống hú. Nên muốn chỉnh thì bấm nút down hoặc nó up nè. Up thì cái hàng trên là cắt HF, cái bass nhiều quá đó, bass mít á, mình cắt trong đây cao lên tí ha, thì theo cho vừa dàn độ mình thôi. Còn cái mình muốn chỉnh ở dưới chống hú á, mình đây sức muốn nhiều ít gì đó nên bấm vô ít UB đó, cộng lên nè 130, 140 nè, 16 nè. Thì con ớt 610 này giá nó là 5,8 triệu, bao đổi trả như trong một tuần lễ nha anh em. Mua về mà không hiệu quả, không như lời mình quảng cáo á. Còn ở trong nữa, hai cái trong đó. Ừ đúng rồi, hết luôn, trên dưới luôn. Như là anh em có thể là đã trả lại, thì mình sẽ hoàn tiền lại, anh em chỉ lỗ tiền phí thôi. 5 đúng rồi, 5,8 triệu là không tính dây dắt luôn nha anh em. Dây dắt là tính dây cộng nó mấy chục ngàn á. Anh em cần liên hệ nha. Rồi anh em sale lại, giống như là sale lại của model 1. Đây, sale lại mà bấm nút sale một cái phải không? Nó kêu là lưu loại model máy. Đó, mình có thể là mua lệnh mình bất cứ mua lệnh máy này số 6 đi, ví dụ như vậy, bấm xe cái nữa nó hỏi Z hay no. Z thì bấm đao, đao là Z 6 nè, mua lệnh 6 nè. Mình có thể chỉnh cho ba cái model mặt trước này khác nhau hết, và mình gọi chương trình ra. Ví dụ như đang mua lệnh 6 mặt 6 đúng không, Eco rồi đó. Bây giờ anh em sử dụng muốn xài bấm lên X1 nè, bắt một thì mình muốn sử dụng eco trong đây luôn thì anh em chọn ra vô đây đây không, anh em xả ra, ví dụ như điện trăm đi nè, trăm đó, anh em lại mua lưu lại cái model model 1 đi đúng không. Thì lúc này anh em không cần đẩy cái line này, để cái mic lại cô có rồi đó. Đi cô có line nào rồi, đi thấy chưa, một đó, nó có echo luôn rồi đó. Đi sáu, mình đâu cần đẩy echo ngoài đâu. Rồi mình lưu lại ba chương trình này, mình có thể mình dùng ví dụ như là số 3 cô rồi, số 1 là cô trong đây luôn, mình chỉnh cô trong đây luôn thì nó sẽ hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Anh thấy cảm thấy muốn đưa lên mixer tiện thì anh đưa thôi, nó rất là dễ nha. Thôi nghe, chào anh em nha. Còn nữa chào anh tí, rồi chào anh em, mình có việc.